Hi, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại với tựa game Giờ Tiết của anh biết. Và ngày hôm nay thì mình xuất hiện tại một cái server thường để tặng rác quỷ cho một số anh em nào trong phòng này chưa có ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu qua đảo mua rác quỷ cho một số anh em ha. Trời đất ơi, gì đây, cái gì mà thiện gì đây quá trời vậy anh em. Số thiền này xem bộ là cũng đủ tiền mua một rác quỷ đấy. Nói thì nói vậy thôi chứ chỉ có 2.000 à. Farm chừng đâu 20-30 con Luffy là 200 mấy ngàn mua thiền xài bếp. Rồi đây riết bây giờ thành cái cảng chứa thiền luôn rồi anh em. Rồi ha, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tiến thẳng qua đảo trác quỷ ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ ban đầu lội cổ qua bển anh em à. Cắm đầu cắm cổ lao thẳng qua bển. Xem là cha già hôm nay sẽ cho mình mua được trác quỷ gì. Trong tập trước là mình mua được trái ga 90 triệu Bailey là mình quế rồi anh em. Bây giờ thì không có vụ đó xảy ra đâu ha. Nếu mà nó có xảy ra đi chăng nữa đó thì chắc chắn là toàn trái trắng với trái xanh thì cũng phải chịu thôi anh em à. Có khi á 100 triệu anh em mua không ra gì luôn á. À nhầm anh em, hôm nay có 98 triệu à, nói 100 triệu thì nó hơi quá lố, nó hơi quá đà anh em. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tiến thẳng qua đảo mua trác quỷ ha. Giờ qua đây xem một số anh em nào chưa có thì mình sẽ mua cho những anh em đó gì ạ. Ủa cái thiền đó tự chạy ra đây luôn. Trời đất ơi, cái thiền mà cũng có vụ tự chạy ra đón mình luôn anh em. Rồi mình chào anh em cái đi. Chào anh em nhé. Đó. Thì từ nãy giờ mình lo bình luận video nên là không chào những anh em trong đây, thì cũng xin lỗi những anh em trong đây rất nhiều ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tiến bước thẳng qua đây. Trời, cái gì mà fan mình quá trời vậy. Thì thật sự cái vụ fan này thì anh em cứ tự gửi lời mời cho mình đi ha. Thì mình sẽ kết bạn được với ai mình kết bạn anh em à. Chứ hiện tại thì ngoài fan mình anh em gửi lời mời kết bạn 3-4 ngàn người ở ngoài kia. Thì mình thật sự là mình nhớ không nhầm á, cái Roblox này kết bạn được chỉ có 200 mấy 300 người. Nếu mà anh em nào mà gặp mình trong phòng thì đừng có kêu là anh add fan em đi. Thì anh em cứ gửi thẳng qua đi. Gửi thẳng qua bên góc phải màn hình nó hiện ra thì mình sẽ bắt đầu add anh em vào thôi chứ không có gì hết ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mua trái quỷ tặng cho một số anh em đây. Coi những anh em nào có chưa, né xa ra. Không né xa ra chuối ráng chịu á. Rồi bây giờ thì mình mua nào. Đó. Thấy không, anh em cứ gửi như vậy thì mình cứ đồng ý thôi. Gì đây? Có trái râu đen rồi anh em. Sao mà chết mình nổi. Nhưng mà giờ đi ra biển mới mệt nè. Đó. Bây giờ phá giờ đi ra biển mới chết nè. Chứ chết thì chết không nổi mình rồi đó, mới mua hai trái quỷ thôi đó anh em. Này gọi là phá. Anh em thấy chưa, cái trái này nó đẩy đi xa chưa? Không thể nào vào bờ được. Thua. Lỡ mà chẳng hạn như mình mua mình cầm mấy trái quỷ tím đây rồi sao anh em? Chuyện gì xảy ra? Thiệt chơi điên chơi khùng. Cái trái râu đen nó được cái là tống cổ người ta ra xa anh em à. Cái trái đó ức chế lắm. Chơi kiểu này lãng quạng một lát á, mình mua hết luôn thì lỡ mà chơi cái nữa thì mất trái quỷ thì anh em khỏi ăn chứ có ở đâu. Mình chuyện rất là dễ anh em à, không có khó khăn gì hết. Rồi có thiền gì bên đây, thành nguyên cái bến cảng luôn rồi. Bấm nhầm nút mà bấm đâu, bấm nhầm ngay chiêu V. Ác đạn thiệt chứ. Còn tới chuối mình rồi. Hên nó mới mua được hai trái đó anh em. Chuối thì chuối thiệt rồi đó, chứ phải còn gì tí nữa. Mà mình tính nói đây là hên là mình mới mua chỉ được hai trái trắng thôi nha. Chứ mà lỡ đó mà cầm đâu khoảng đâu 5 trái tím rồi sao nhờ. Chuyện gì sẽ xảy ra. Chắc là mình nghĩ là coi như mọi thứ xong xuôi chấm hết. Tự máu vô cái mất 3 triệu mua được hai trái trắng chả làm được gì cả. Ý nghĩa ghê luôn. Rồi bây giờ thì mình cứ tiến thẳng về đảo quỷ một lần nữa ha. Nếu mà mấy bạn cứ chơi cứ muốn giết mình, muốn đẩy mình xuống biển cho năng lực trác quỷ mình bị nước biển nuốt chửng á, thì anh em cứ chơi tự nhiên, thật sự là mình không nói gì hết. Bây giờ mình mua ra 1 chục trái tím, 20 trái tím thì cũng vậy thôi. Anh em đẩy mình xuống dưới là coi như mất trắng ha. Thì những anh em kia không ăn được thì mình thấy là tội cho những anh em kia thôi. Chứ trác quỷ thì mình cũng đã có rồi, chứ cũng đâu có là không có đâu anh em. Những bạn khác, những fan khác cũng đã cho mình trác quỷ rồi. Hiện tại là mình đang full điểm trác quỷ nên là mình không có dám quỷ trái Magu anh em à. Mình vẫn còn giữ lại trái Magu này để chơi cho anh em xem. Có thể là những video sau thì mình sẽ làm lại một lần trái Magu nữa ha. Tại vì cái trái này á, lúc trước mình test thì chỉ có được vài điểm thôi anh em à.
Bây giờ full điểm là phải nói là đỉnh cao đẳng cấp lắm nè anh em. Trời ơi, thiện gì bên đây cũng cặp cản gì ứng nè. Riết rồi, trong cái game này chỗ nào giờ cũng thành bến cảng hết rồi anh em. Riết từ một chỗ không thành cảng thiền mà giờ thành cảng thiền, ý nghĩa ghê luôn. Rồi lên cái gì nữa đây. Trời ơi, mắng lết xác vô tống cổ văn ra. Ý nghĩa chí lý ghê luôn à. Rồi lên nè anh em. Lên đây mình mua ha. Xem là anh em nào chưa có mình cho thôi. Không đánh. Những bạn mà đánh người khác như vậy thì mình sẽ tiễn đưa xuống mồ ha. Mình hiện tại thì mình không sợ gì hết anh em à, chỉ sợ là bị cái đẩy xuống biển thôi. Tại vì những bạn ở đây thì cũng nghĩ chưa đủ sức để cân mình đâu. Những bạn ở trong đây nè, mình biết á là còn những bạn khác rồ hơn mình, nhưng mà mình nghĩ là ở đây thì dưới số điểm này thì mình cho trác quỷ sẽ an toàn hơn. Nhưng mà mình sợ có chiêu thức của râu đen thôi. Tống mình ra biển, tống thiệt xa luôn anh em thấy chưa? Cái chiêu nó bá lắm. Anh em nào nói trái râu đen cùi? Chưa chắc cùi đâu anh em. Trái râu đen phích lắm. Đó, bạn nào bấm ra giùm mình đi, mình mua rồi mình cho gì đâu. Không có. Đúng rồi, không có chém giết ở đây. Chém giết ở đây thì mình sẽ tiễn bạn đó xuống mồ ha. Nếu mà mình tiễn được, còn không tiễn được thì mình là người xuống lỗ, xuống hố thôi. Gì đây? Trời ơi, khổ quá. Mua hết. Có 100 triệu à. 98 triệu chứ không tới 100 nữa. Mà nó ra trái Pika thì mình tiếc rẻ gì anh em. Mình sẽ cho. Còn này nó không ra mà anh em xin Pika mình đào đâu ra. Chẳng lẽ mình qua server VIP mình đào. Qua server VIP giờ cũng chưa chắc có nữa anh em. Mấy nay nghe nói giới hạn Billy là 100 triệu anh em. Không hơn được. Hơn được mình cũng mừng. Bây giờ mua đi. Còn được có 2-3 triệu nè anh em. Xem coi là hôm nay là 98 triệu mình mua ra được gì ha. Còn được 15, 14, 13, 12, 11 luôn rồi. Sụt giảm rất nhanh. Bây giờ tống mình ra biển là không có anh em nào ăn được hết. 8 triệu. Trời ơi, mấy anh em bu đông thế. Rồi, mình giữ lại 5 triệu đi anh em, không xài nữa. Được 3 trái tím. Được 3 trái tím ha. Thì mình lấy ra xem nào. 3 trái tím này sẽ là 3 trái gì. Không xài chiêu. Xài chiêu là mình tiễn đưa liền luôn á. Nói là mình làm, tại vì mất 3 trái ác quỷ này không phải là mất riêng chỉ mình. Mình mất thì không sao, nhưng mà những anh em khác á thì người ta không có để ăn thôi. Akainu, trái kim cương, Akainu. Rồi ok, có nhiêu đó thôi. Chỉ 3 trái. Một, hai, ba. Trái kim cương này ăn vô cứng lắm nè anh em. Ăn vô trị được trái Akainu á. Tại vì cái trái kim cương đó vô á, thì kim cương mà anh em nghĩ nhung nham đâu có đốt nào ý. Lửa của ai thì bó tay luôn. Cái trái kim cương đó là đứng như trời trồng cho nhung nham nó lan tỏa đó anh em. Ghê lắm. Trái đỏ. Em có chưa? Nhảy biển anh xem. Nhảy biển đi. Ai nhảy biển thành công thì mình sẽ cho trái màu đỏ này. Nhảy biển đi em. Em kia bay xuống rồi. Rồi ok em. Trái đỏ rồi ok. Lãnh lương trái đỏ à, được thôi. Đâu rồi, trái đỏ đâu rồi? Cái gì mà bu như kiến dở bầy đây, rồi sao mình đưa đây? Chắc mình nghi mình đóng xuống mồ hết quá anh em. Tại có gì vậy? Hứng hứng cái gì mà hứng? Thiệt tình chứ, mình đã nhắm đối tượng rồi thì mình sẽ cho được đối tượng đó ha. Tại còn gì thiệt tức.
Né ra, lát ăn kiếm á. Cường quá vũ trang lên rồi, bu bu đây chém chém lát lưng hết. Trời ơi gì vậy trời? Gì mà bu đông thế? Làm sao mà cho bằng niềm tin và sức sống à? Chẳng lẽ mình lấy ra mình ăn mình tự sát? Né ra. Đồ điên rồi nha. Cái thấy mình móc đáy đỏ ra cái bu vô hứng. Thua. Gì vậy? Sao bấm không giục ta? À, tại bật Haki. Haki. Tao có làm gì mà bu đông thế? Cái kiểu này làm sao mà cháu á? Tiền tức. Đây nè. Ra là mình xả hết. Nghi quá, nghi vô bạn kia quá. Đó. Được rồi đấy, rồi còn hai trái. Một trái này với một trái kim cương. Không ai ăn mình cán giọng à. Thôi cán giọng tài cười mình anh em. Điểm mình hiện giờ là 750 rồi, cười á. Ăn trái đó vô rồi ti trị được trái Magu Magu với trái của A thiệt. Nhưng mà thôi bỏ đi. Là con cái gì vậy? Cái dòng đó lỗi đam lắm nha. Hồi nay né xa nó ra Pika đó mà xin tổng trái ông nội không à. Làm như mình nhiều tiền lắm à. Mình quay lần cả tỷ bạc à. Mỗi lần quay là ra Pika cho anh em xin. Tại gọi có là mai phước rồi. Giờ còn trái móc cơ này với trái kim cương nè. Giờ còn lại hai trái. Ai ăn hai trái này? Nó bu vô đi, bu vô rồi chuối. Còn hai trái, một trái này. Còn mấy là mình đem những cái trái này xuống biển cho cá mập ăn. Mấy cá mập dưới cũng thèm trái quỷ lắm nha. Khói. Em có chưa? Thiệt mỗi lần cho trái quỷ thì mình mệt lắm anh em. Nhảy biển thử anh xem. Nay phải chơi chiêu này thôi. Nhảy đi. Chưa có thì cứ tự động mà bay, tự động mà nhảy chứ không có gì hết. Đâu? Em nào chưa có nhảy biển? Y như là đi tự sát hả? À rồi. Bạn đó chưa có. Ủa sao nhìn giống ăn trái kilo quá ta. Nhìn giống thôi. Rồi, trái khói. Rồi, trái khói em lấy. Hãy ra. Trời làm gì vậy trời, mấy cha nội này. Có trái râu đen đồ bu vô lấy trái khói làm gì? Trời coi kìa anh em. Mình cũng chán quá. Còn ông nội kia mắc rô. Dục ai hứng vậy? Ông nội kia hứng luôn rồi. Dục nhầm rồi anh em. Dục lộn rồi. Đó thấy chưa? Anh em thấy chưa? Thiệt tức. Đã có rồi. Trời ơi. Anh em thấy chưa? Đó là lý do tại sao mà mình kêu nhảy biển là vậy á. Tại vì nhảy biển là mình kiểm tra không có. Tại vì anh em đã có cái năng lực trát quỷ rồi. Mà một số anh em có đó tham rồi ăn thêm. Ăn thêm có được đâu. Làm như râu đen trong phim sở hữu hai năng lực trát quỷ vậy á. Còn một trái hà. Quăng nhầm rồi. Biết nãy là mình tiễn đưa bạn đó lên đường được rồi. Còn trái kim cương này á thì nó cũng ổn chứ phải là không ổn. Nó vừa chịu được sát thương mà nó vừa tăng đam nữa, nhưng mà tăng đam ngẫu nhiên. Mình chưa test thử trái này nữa nên là mình chưa biết. Còn có trái này à. Farm Luffy cũng ngon lắm, chừng khoảng đâu 300-400 điểm farm ok rồi. Gì mà quýnh đá lý lệ vậy? Bây giờ thì mình quyết định cho bạn này ha. Đâu rồi? Cho bạn kia, nếu mà bạn kia ăn được thì ăn. Nhưng mà mình nghĩ là đa số anh em đây là thích những trái bay. Trái này chỉ có những anh em nào mà
biết dạng trình cao cao mới biết sự lợi hại của trái này, chứ giờ mấy anh em là mê trái nào sử dụng chiêu nhiều, trái này có một hai chiêu à, cho anh em mà chắc chắn là bị chơi chắc rồi đó. Đưa cho em nữa chứ, trời ơi ý nghĩa quá, ăn rồi đưa gì nữa, mình không có tin tưởng ai hết á, trái mình thì mình giữ chứ mấy là mình đưa xuống mình cho cá mập ăn cho quá thì kia vương chơi. Đó nè, bạn này nè, ăn trái quỷ rồi nè, nãy cán giọng vô nằm đóng, anh em thấy chưa? Ăn vô, ăn đã ăn trái quỷ rồi, đưa hai năng lực đồ dữ dội lắm. Thấy chưa, nè thấy chưa, xin nè, xin trái bay không mà mình đâu ra. Mà xin là xin Pika không, 100 triệu quay ra được Pika dễ lắm. Dễ ăn cơm bữa đó anh em, dễ. Anh em thấy chưa, có những video trước mình quay nó không ra luôn á, mình quay 100 triệu mà ra toàn trắng nhách, được 5 trái xanh, ý nghĩa lắm. Chắc mình nghĩ mình ăn trái này mình nguyên sinh luôn quá anh em. Xuống bầu bạn Diêm Dương luôn đi chứ, giờ trái này mình biết không ăn đâu, chơi hết à. Ai ăn trái này? Làm gì mà đấm bóp dắt hơi gì giết lẫn nhau dữ vậy? Mình cho trái quỷ thiệt khổ. Thôi đi. Sao mà đi đâu cũng có binh đoàn đi theo hết vậy, sao mình cho ta thiệt. Mình phải ăn cái trái dạng Pika kìa mình bay, hoặc là trái Guru Runumi kìa mình qua đảo mình cho nhanh. Trời ơi, bạn kia ăn được trái kia giờ lan tỏa. Giờ ở đây hình như là mình thấy là ai cũng có hết rồi đó, không có ai chưa có đâu. Giờ là chỉ có mấy bạn bên kia là chưa có à. Bạn Anime nè, IT1 nè, chưa có nè. Rồi bạn nào nữa ta? Cái bạn hồi nãy thì mình không biết, Lê Huỳnh Bảo Minh nè. Không giết. Thiệt à, ai giết mình bật Haki là mình đưa xuống mồ hết đâu. Nổ điên rồi. Ai người nào ra tay trên kia phải không? Ra mình tiễn đưa vong hồn. Thôi đi. Em có chưa? Mà anh đưa gì? Thiệt tình chứ. Cái lát cái cho em trái quỷ đi ý nghĩa lắm nè. Mình gặp nhiều trường hợp này rồi. Trời ơi, riết rồi sôi máu sôi bọt lên nha. Muốn chém phồn. Muốn chém em xuống đây. Xuống đây nè chém. Ôi đi. Đi qua đảo bên kia cho đâu rồi. Biết ngay mà, cho em trát quỷ đi mà. Trời ơi thiệt. Mình riết bây giờ mấy bạn này nói gì ra mình bắt cái bài hết. Vô thấy toàn là fan không à, từ trên xuống dưới luôn quá. Cứ mỗi lần mà vô phòng ai là full hết, mà trong khi những anh em kia có trát quỷ rồi, vô đây xin mình nữa. Vô còn quỷ nữa chứ. Ăn trái quỷ rồ rồi còn quỷ để xin cái trái mình em ước muốn là chết rồi. Trong khi mình quay đâu phải trái đó dễ dàng ra cho những bạn khác là chưa ăn. Thôi mình đi lên. Không ấy thiền nữa, bạn đó chơi chạy vòng như vòng quanh thế giới rồi. Bây giờ còn trái này nè. Không biết là cho ai ăn đây nữa. Trời ơi lên bờ hết rồi. Mình quánh cho một cái nhung nham phun trào rồi coi như là mọi thứ kết thúc chấm hết. Đi. Lên lết lại phía đằng đây nè ha. Xem là bạn đó đâu. Em đây. Cứ em đây mà không thấy em đâu. Đâu? Trên kia hả? Đâu? Em đây hả? Rồi em có chưa? Tao gần tập đòn nữa rồi. Đụng vô mình cái quýu mài liền. Điểm trái quỷ mình full rồi mà, nên là những bạn đó chịu không nổi. Đúng rồi. Không, có trái thì bạn đó nghĩ là mình á, là hỏi là mình đã cho bạn đó trái quỷ chưa, nên là hỏi như vậy thì có thể một số anh em không hiểu thiệt.
Vậy thì em có ăn trái ác quỷ nào chưa? Nó dày nè, nó mới hợp lý nè. Đâu rồi? Đó, bây giờ mình không muốn trường hợp kia xảy ra nữa. Đó, phải lông phải bao rồi, lên đi em. Bởi là cho trái bộ quỷ mình mệt quá. Đợt đây hai bạn lận. Bây giờ mình cho bạn này có lỗi với bạn này, mà mình cho bạn này có lỗi bạn này, chắc mình nghĩ là hẹn một bạn nào đó ở trong đây một ngày nào đó không xa ha. Rồi, ai? Còn ông nội kia đi ra. Có trái rung đen theo làm gì? Đó, gục ngã nữa rồi kìa. Thiệt tức. Thiệt sôi máu sôi bọt mình lên chứ. Mình tiễn đưa cái bạn đó chắc lên chầu trời quá. Bu vô đây là chết. Giờ bu vậy sao mình thải đây ta? Đó anh em thấy nè, hứng nè. Nè, phi ra. Hình như bạn đó có rồi, phải rồi xong luôn. Thiệt tức. Khỏi ăn luôn. Sôi máu rồi. Bu bu lại cái bạn ấy chết ngắt. Rồi thôi. Thiệt tức rồi đó nha. Ai mà nãy mà gõ bộp bộp đâu. Cho đi nguyên sinh hết. Bạn này thì có trái y mình rồi nên là dính không sao. Đen thì cũng vậy. Ồ, nhiều thế. Rồi hả anh em, thì mình nghĩ là video ngày hôm nay thì có hai trái thì cho những bạn kia bị hụt, nhưng mà không sao cả ha. Rồi ok, thì mình sẽ kết thúc video lại tại đây. Anh em cảm thấy sao về video của mình hãy để lại comment bên dưới. Và anh em đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi những video mới nhất của kênh này nhé. Cảm ơn, xin chào, bye bye anh em.